Quay trở lại với channel của mình. Và mình là Nguyễn Quý Gamer đây. Yeah. Ok, rất là lâu rồi các bạn, mình mới quay trở lại được với cái series review các bạn. Mình nghĩ chắc cũng phải hơn 1 năm đâu đó, cũng chắc cũng gần 2 năm mà mình không có quay lại review. Và đặc biệt là review vô lăng cho các bạn xem, đúng không? À, thì ngày hôm nay trước mặt các bạn một con vô lăng xịn sò con bò đến từ thương hiệu Third Master các bạn. Các bạn nhìn thấy chưa? Đây. À đâu rồi? Đây, Third Master nè. Con này thì nó có cái model đó là T248 các bạn. Đây, T248. Trước đây thì các bạn nào đã từng theo dõi các dòng vô lăng của Third Master thì ở Việt Nam các bạn rất là gần về cái dòng vô lăng T150, đó là cái dòng vô lăng giá rẻ khoảng 5 triệu mấy thôi các bạn. Đó, và mắc hơn một tí thì sẽ có cái dòng vô lăng T300. Đó, thì nó đâu đó tầm khoảng 10 triệu, 11 triệu gì đấy. Nhưng mà rẻ hơn một xíu thì các bạn có thể là sở hữu được cái chiếc vô lăng T248 này. Hả? Nhìn sơ qua cái vô lăng thôi thì các bạn thấy là nó được thiết kế rất là lạ mắt rồi, đúng không? Và đặc biệt một cái đỉnh của nhất của chiếc vô lăng này là các bạn có thấy không? Đây, nó nằm ở đây các bạn. Đó là cái màn hình hub của màn hình LED ấy, của cái vô lăng này. Nó hiển thị những cái thông số rất là đỉnh luôn. Đó, thì ngày hôm nay mình cùng các bạn sẽ cùng nhau khám phá cái vô lăng này cũng như là đánh giá nó coi chơi game như thế nào và nó có xịn sò hơn các dòng vô lăng khác hay không nhá. Ok, let's go. Wow, các bạn thấy cái hộp rất là bự luôn các bạn. Nhìn sơ cái hộp thì nó được thiết kế rất là đơn giản nhưng mà cũng rất là xịn sò các bạn. Đó là đầu tiên phía trước sẽ có cái vô lăng nè, một số cái thông số thôi. Bên này cũng có cái hình một cái vô lăng luôn. Đó, còn bên này thì các bạn thấy nó sẽ có một cái bàn đạp. Bàn đạp này rất là xịn sò nha các bạn. Tí mình sẽ review kỹ cho các bạn xem. Và phía sau đít thì sẽ có những một số cái thông số ưu điểm nổi bật về cái vô lăng này. Đó, nhưng mà toàn tiếng Anh không các bạn, chả có tiếng Việt nên tôi đọc chả hiểu gì cả. Nên quyết định là chúng ta sẽ cùng nhau đập hộp nó luôn để cho lẹ. Ok, bây giờ mình sẽ mở nó ra nha. Wow, mới mở ra thì nó sẽ có một cái hướng dẫn để lắp ráp cái vô lăng này. Đó, thì với cái dòng vô lăng này các bạn thì đa số là sẽ kết nối được với tất cả các dòng BS, đặc biệt là BS nha các bạn, và cả PC luôn, tức là máy tính đấy. Đó, thì nên là các bạn cứ yên tâm. Nhiều bạn cứ comment thôi, anh Quý ơi, em mua vô lăng về em gắn vô cái TV nó chơi được không? Đấy, quan trọng cái TV của các bạn có cái game này không để chơi mới là quan trọng đấy. Nói chung là không nha các bạn, thì với cái vô lăng thì chỉ kết nối được với các dòng BS, ví dụ như BS4, BS5 hay gì đó, hoặc là các dòng máy tính. Máy tính nó sẽ kết nối qua cái cổng USB nha các bạn, nên là bạn nào có máy tính thì có thể là trải nghiệm được. Laptop cũng được nha, laptop cũng là như cũng như máy tính rồi. Ok, mình sẽ mở ra nha. Wow. Để mình xem coi trong này nó sẽ có những cái món gì nha. Bỏ qua một bên, mình sẽ lấy ra từ từ. Đầu tiên sẽ là một cái vậy là cái đệm nữa các bạn, để nó giúp cho cái vô lăng chúng ta nó không có bị ảnh hưởng và đạp từ bên ngoài. Này nó cũng chẳng có gì trong này hết đấy. Nhưng mà nó rất là chắc chắn nha các bạn. Và mình sẽ bỏ qua một bên nha. Một cái miếng dây lót thôi. Đầu tiên thì các bạn thấy là nó sẽ để trên đó là cái vô lăng. Đây, em nó đây, em mở cho các bạn xem. Wow, được bọc rất là xịn sò nè các bạn. Cái dòng này thì theo mình đánh giá sơ qua ấy, thì cái vòng vô lăng nó sẽ được thiết kế
tầm kích thước chung chung nè các bạn. Ứng gà 29 cũng tầm tầm kích thước này à, nó cũng chả có gì bự hơn hay là nhỏ hơn á. Thì một tí mình sẽ đánh giá sau nha các bạn. Mình sẽ bỏ một bên này. Rồi tiếp theo sẽ coi có gì nữa nha. Một cái hộp này, trong này nó sẽ có một số đồ gì nè các bạn, xem coi. Hết rồi. Đầu tiên sẽ có một cái quyển sổ hướng dẫn, trong này rất là dày luôn các bạn, nhưng mà mình nghĩ chắc toàn tiếng Anh không nên mình cũng chả đọc được đâu, để qua một bên đi. Trong này sẽ có một cái hộp nè các bạn, để coi hộp này nó đựng cái gì. Trong này nó sẽ có một cái lò xo nha các bạn, và một cái nó như cái tu vít vậy đấy. Cái này là các bạn biết để làm gì không, tí mình sẽ nói cho các bạn nghe. Rồi ok, mình sẽ bỏ bên luôn. Và cuối cùng là một cái túi đựng những cái thiết bị, những cái dụng cụ linh tinh linh kiện của vô lăng. Rồi ok, mình sẽ mở ra để coi trong này có gì nha. Đầu tiên sẽ làm một cái này gọi là cái gì ta, một cái đệm hả, một cái nói chung là cái chân để có thể là cố định cái vô lăng vào những cái bàn hay gì đấy các bạn. Đây ok, ở đây nha. Tiếp theo sẽ làm một cái adapter để các bạn có thể là kết nối giữa vô lăng với cái nguồn điện. Thì đây là cái đầu thôi, để em coi cái đít nó nằm ở đâu ta. Đây rồi, đây các bạn, nó sẽ combo như thế này, một cái để ghim vô điện và một cái để ghim vô cái vô lăng, thì hai cái dây này kết nối với nhau, một cái adapter. Và tiếp theo sẽ làm một cái đầu để kết nối giữa vô lăng với lại là cái thiết bị chơi game, đó là PC hoặc là bé đấy. Thì con này rất là đặc biệt các bạn, nó kết nối bằng cái cổng Type-C. Thường các bạn nào mà sử dụng một số điện thoại mà Samsung hay là Android bây giờ ấy, thì các bạn sẽ sử dụng cái dây sạc là Type-C hết các bạn. Type-C nó truyền tín hiệu rất là xịn sò nhất hiện tại luôn, nên là cái vô lăng này nó đã sử dụng cái đầu Type-C kết nối với máy tính các bạn, với lại là BS đồ đây. Này, một cái đầu thì là Type-C và một cái đầu là USB. Chúng ta có một cái cổng như vậy. Và cuối cùng là một cái khóa, một cái chốt để các bạn có thể là gắn cái chân này vào cái vô lăng đấy các bạn. Đó. Chỉ có vậy thôi. Rồi, thì đó là những cái linh kiện cơ bản. Và bây giờ mình sẽ coi trong còn gì nữa không nha. Một cái cạc tông để bảo vệ. Và cuối cùng đó là không thể thiếu, đó là cái bàn đạp nha các bạn. Để mình mở coi. Ui, cái bàn đạp này rất là to nha các bạn, to hơn cái bàn đạp của G29 luôn ấy. Đây. Rồi mình sẽ mở ra. Bàn đạp nó sẽ cũng có một cái đầu dây nha các bạn, nhưng cái đầu dây này nó hình như là kết nối bằng dây LAN ấy, khá là lạ luôn ấy. Trước giờ mình ít thấy cái thiết bị vô lăng nào mà kết nối bằng dây LAN lắm. Hết rồi các bạn, trong này hết rồi, chả còn gì hết trơn ấy. Đây các bạn, chúng ta sẽ có một cái vô lăng và một cái bàn đạp. Nhiều bạn sẽ comment hỏi anh Quý ơi, cái hộp số đâu anh Quý? Thì với cái dòng Thermaster hiện tại thì mình chưa thấy cái hãng nó bán vô lăng với lại là hộp số chung. Nên là các bạn nào mà muốn trải nghiệm hộp số thì mua game nha các bạn, khổ lắm. Hãng cũng gửi cho mình chỉ có vô lăng thôi, cũng chẳng có hộp số luôn. Nên là mình sẽ review cái vô lăng cho các bạn xem thôi. Thì chúng ta sẽ có vô lăng, bàn đạp và một số cái linh kiện của nó. Và hồi nãy như mình đã nói thì trong cái bộ này nó sẽ có một cái lò xo với một cái tu vít. Thì để làm gì? Thì đây các bạn, đây các bạn thấy không? Trên cái bàn đạp chúng ta sẽ có cái phần lò xo nè. Thì mình nghĩ cái lò xo này sẽ được gắn vào cái bàn đạp. Thì đầu tiên mình sẽ đánh giá sơ về cái thiết kế. Thì con này ấy thì nó sẽ được bọc da hoàn toàn phía ngoài của cái dòng vô lăng nha các bạn. Đây, và da nó kiểu là da mịn ấy, da mịn và nó mềm lắm các bạn, nó không có cứng như là cái thằng G29. Và nó bọc được full cái vòng luôn các bạn, bọc full cái vòng này luôn. Và còn ở trong ấy thì nó sẽ được hình như là làm bằng nhựa thôi, ở trong thì bằng nhựa hết các bạn. Đó, phía sau cái phần cái hệ thống của nó cũng làm bằng nhựa luôn, cái vỏ cũng làm bằng nhựa luôn. Đó, con này thì các bạn để ý không, cái chiều cao của cái hộp nó rất là cao các bạn, khi mà đặt vào bàn ấy nó sẽ rất là cao luôn. Thì con này thì ngoài những cái phím bấm thì nó đặc biệt nhất
và xịn sò nhất. Nói chung là cái ưu điểm đặc biệt nhất của cái con này đó là cái màn hình LED. Đó. Thì cái màn hình LED này thì nó sẽ hiển thị được hơn 20 cái thông số khác nhau, cũng như là các bạn có thể là xem được những cái tốc độ các bạn đang chạy trên đường. Ví dụ các bạn chạy trong game là khoảng 150 km/h đi, nó sẽ hiện lên đây 120 km/h luôn đó, kiểu vậy. Và ngoài ra thì nó sẽ hiển thị được một số cái thông số như là hộp số nè, hộp số ví dụ các bạn vào số 1 thì trong này nó hiện số 1, và số 2 nó hiện số 2 trong này luôn. Và hoặc là nó hiện được tua máy, các bạn đang chạy là bao nhiêu mấy ngàn tua máy đấy, kiểu vậy. Nói chung nó rất là nhiều cái hiển thị trong này mà mình sẽ chưa có trải nghiệm được hết các bạn. Nhưng mà theo mình gọi là hiển thị được hộp số, hiển thị được tốc độ, hiển thị được tua máy này nọ là mình thấy nó hay ho rồi. Không cần nhìn vào game, chúng ta chỉ cần nhìn vào vô lăng thì các bạn có thể là biết được xe mà nó chạy bao nhiêu km trên giờ, kiểu vậy đúng không? Giống mà chúng ta ngồi đang lái xe mà nhìn phía sau cái màn hình táp lô ấy, kiểu vậy. Khi mà mình cầm cái vô lăng này mình lên mình nói wow, rất là nhiều phím bấm trên vô lăng này luôn ấy. Nên là các bạn nào mà chơi những cái tựa game như ETS 2 hay hoặc là những cái tựa game đua xe khác, các bạn có thể là gắn những cái phím vào đây. Ví dụ như gắn kèn vào. Con này được đặc biệt một cái là nó có cái nút ở giữa này các bạn. Mình rất là thích để gắn cái kèn vào cái ở nút giữa này luôn, để bóp kèn tin 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 ấy. Đó. Ngoài ra thì nó sẽ có những cái phím phụ ở trên nè và ở dưới nè. Và hai cái lẫy hai bên như thế này. Và ở giữa thì vẫn là cái thiết kế của cái dòng BS, đó là những cái phím tròn vuông ít tam giác rồi nè các bạn, hoặc là phím lên xuống qua lại kiểu vậy. Nó chỉ có vậy thôi, nhưng mà nói chung rất là nhiều phím để các bạn có thể là gắn vào game để các bạn có thể là chơi đó. Ví dụ chạy bóp kèn hoặc là nhá đèn này nọ đó, các bạn có thể là gắn vào cái tựa game của chúng ta để có thể trải nghiệm thực tế nhất để chơi trên vô lăng luôn đó. Thì ngoài những cái phím này thì vô lăng nó còn kết hợp được một cái lẫy số hai bên. Thì đa số cái dòng vô lăng đều nó có lẫy số hết các bạn. Nhưng cái lẫy số này rất là đặc biệt, đó là nó sử dụng cái công nghệ từ tính, đó là sử dụng kiểu 500 mấy các bạn. Nên là khi mà các bạn bấm vào ấy thì nó sẽ nhận cái tín hiệu rất là nhanh. Ví dụ các bạn nào mà thường sử dụng lẫy số này để đua xe ấy thì các bạn sẽ lên số, các bạn chỉ cần gặp một cái là lên số đúng không? Đó, nên là game nó sẽ nhận rất là nhanh, các bạn lên số rất là mượt mà luôn. Đó, mình gặp cho các bạn nghe. Nói chung là khi mà các bạn bấm thì nó sẽ ăn game, nó nhạy lắm các bạn. Bù lại một cái nhược điểm đó là nó kêu to vãi cả chưởng luôn. Nên là bạn nào mà chơi game ban đêm hoặc là chơi phòng khách thì nghe chắc ồn lắm luôn ấy. Nhưng mà được cái này mắc cái kia các bạn. Thôi kệ đi. Đó, thì đó là về sơ về cái vòng vô lăng cũng như là cái tính năng ở trên cái mặt vô lăng này. Còn với cái hệ thống của nó thì theo mình biết ấy, thì với cái cục này nó đã được update lên cái công nghệ nó gọi là Hyperdrive các bạn. Thì với cái công nghệ này nó sẽ giúp tối ưu hóa cái cơ cấu bánh răng cũng như là cái dây đai hỗn hợp, giúp cho cái vô lăng nó có cái độ phản hồi lực linh hoạt hơn, xịn sò hơn, cũng như là nó nói chung là trải nghiệm nó sẽ thực tế hơn rất là nhiều các bạn. Thì cái này thì bạn nào mà gành về động cơ này nọ thì các bạn sẽ tìm hiểu được, còn mình nói chung không gành thì đọc thông tin thì mình giới thiệu cho các bạn thôi, mình cũng chả biết nữa các bạn. Tiếp theo là sẽ nói về cái bàn đạp đi ha. Đây, cái bàn đạp của chúng ta thì việc mà thiết kế cái bảng to như thế này ấy thì đối với một số bạn chơi đua xe, các bạn để chân lên đây đạp nó rất là thoải mái luôn. Còn một số cái bảng mà nhỏ nhỏ thì chơi nó kiểu đạp cái nó bị chuột tới chuột lui, chuột tới chuột lui. Còn bảng này thì nó rất là chắc chắn nha các bạn. Cái bàn đạp nó thì nó được làm bằng kim loại gì mình cũng chả biết nữa các bạn. Nói chung là bằng, có thể là bằng nhôm hay là bằng cái chất liệu gì, nhưng mà nó nhìn nó rất là xịn luôn ấy, rất là chắc chắn. Đó, thì hai bên cái bàn đạp hai bên đạp ga với lại là đạp côn ấy thì nó được thiết kế với cái lò xo bình thường thôi các bạn. Đó, lò xo bình thường, đạp nó không có gì lạ hết. Nhưng mà đối với cái bàn đạp thắng như mình đã nói ấy thì nó rất là nặng nha các bạn. Chắc không để các bạn chờ lâu nữa, chắc chúng ta có thể là tiến hành test vào game luôn coi nó sẽ như thế nào, và mình cũng sẽ hướng dẫn các bạn có thể là lắp ráp cái vô lăng này luôn nhé. Ok, thì cuối cùng mình cũng đã lắp ráp được cái dàn máy tính vào rồi các bạn. Thì trước mặt các bạn là một cái vô lăng rồi đúng không? Đó, còn phía dưới chân mình thì cũng đã mình đã để vào cái bàn đạp ở phía dưới luôn rồi nè các bạn, thấy không? Đó. Rất là thuận chân luôn ấy các bạn. Rồi, thì bây giờ mình sẽ tiến hành lắp ráp cái vô lăng vào. Thì các bạn thấy ở phía dưới này cổng kết nối nó nằm ở bên trái bên này, và một cái
cái này nó gọi là cái nịch đi các bạn. Cái nịch để chúng ta có thể là lòn những cái dây đi qua đây để vào trong này các bạn, cho nó gọn gàng đó. Thì đây là cái cổng của bàn đạp mình đã đưa lên rồi, thì mình sẽ một tí sẽ gắn vào. Bây giờ mình sẽ gắn những cái cổng kia trước đi nhá. Đầu tiên đây là cái chân nè các bạn, cái chân thì tí mình gắn vào sau. Rồi mình sẽ gắn đầu tiên là cái dây nguồn đi. Đầu này chúng ta sẽ tí sẽ cắm vào cái ổ điện các bạn. Đó, còn cái đầu này thì chúng ta sẽ ghim vào trong cái vô lăng, sẽ lòn vào đây các bạn, lòn vào đây. Rồi tiếp theo mình sẽ lòn vào ở trong cái này, nó có một số cái rãnh các bạn thấy không? Rồi mình sẽ ghim vào trong cái cổng đầu tiên. Đây. Rồi, một dây. Đây là cái cổng sẽ được kết nối giữa vô lăng với lại là máy tính của mình. Nó sẽ có hai đầu các bạn, một đầu là tai xi. Các bạn cũng sẽ ghim cái đầu tai xi vào đây. Và cuối cùng là ghim vào trong cái lỗ. Rồi, ok. Thì hiện tại nó còn một cái lỗ nữa các bạn. Cái lỗ thứ ba này các bạn thấy nó tròn tròn không? Thì đây là cái lỗ để chúng ta có thể là kết nối cái hộp số vào ấy. Nhưng mà hiện tại mình chưa có hộp số nên là mình sẽ để trống cái lỗ này. Và cái lỗ cuối cùng đó là cái lỗ để chúng ta gắn cái bàn đạp vào. Đó là cái cổng LAN. Đây, cái cổng LAN của chúng ta nè. Rồi mình sẽ ghim vào lòn qua cái chỗ này luôn. Ok. Rồi mình sẽ kéo vào đây, qua cái rãnh này. Và cuối cùng là sẽ ghim nó vào. Ok. Rồi, như vậy là chúng ta đã kết nối được 3 đầu dây rồi các bạn. Và bây giờ mình sẽ tiến hành lắp ghép cái chân vào cho nó. Nè các bạn thấy không? Cái này nó sẽ đưa lên ra phía sau nha. Rồi, chúng ta sẽ có một cái đầu ốc như vậy. Ta sẽ ghim vào cái lỗ này. Rồi chúng ta sẽ xoay theo chiều kim đồng hồ. Đây, cái chân này nhớ là nó sẽ nằm ở trong, ở dưới. Rồi, chúng ta đẩy vào nha. Rồi, cố định cái vô lăng lại. Và chúng ta sẽ xoay. Rồi, nó thấy cứng cứng rồi đấy. Các bạn cứ thử nó coi, nó có di chuyển được nữa không. Các bạn cứ siết chặt vào. Đó, khi nào cứng này thôi. Rồi, ok. Đây mình là cứng rồi đấy. Đây, các bạn thấy chưa? Rồi, còn mấy cái đầu dây này mình sẽ lòn ra phía sau này để kết nối với máy tính cũng như là sẽ ghim vào cái ổ điện nha. Đấy, khi mà chúng ta kết nối thành công thì cái vô lăng nó sẽ xoay hai vòng nha các bạn. Một vòng qua bên trái và một vòng qua bên phải. Thì các bạn có thể thấy rõ được cái màn hình đã bắt đầu hiển thị lên rồi. Công việc tiếp theo mà khi các bạn đã lắp đặt cái vô lăng vào rồi là các bạn sẽ cài cái driver. Thì khi mà các bạn mua vô lăng thì bên bán nó sẽ cung cấp cho các bạn cái link driver để các bạn tải về. Còn bạn nào mà không biết tải nữa thì các bạn có thể là nhờ cái cửa hàng tải giùm nha. Cái này nó rất là dễ. Ok. Cách để set up cái vô lăng vào game thì mình cũng giới thiệu sơ cho các bạn xem lại. Thì các bạn vào cài đặt nè, các bạn vào điều khiển. Các bạn chọn Visa. Đó, sau đó các bạn chọn điều khiển thiết bị. Đó, và chọn cái vô lăng. Trong này thì sẽ có 4 phần, nếu các bạn nào có hộp số ấy thì các bạn sẽ chọn hộp số kiểu H. Còn nếu các bạn nào không có hộp số thì cứ chọn vô tự động hoàn toàn. Đó, thì trong này nó sẽ có 3 cái thông số. Đầu tiên là cái trục quay, các bạn sẽ bấm vào. Các bạn sẽ quay thử cái vô lăng coi nó quay đúng chưa. Đó, đúng rồi các bạn. Đó, tiếp theo sẽ là cái trục tăng tốc, tức là cái chân ga đấy, các bạn sẽ bấm vào. Các bạn sẽ đạp cái chân ga vào. Đó, đạp cho nó chéo chạy lên không. Nếu nó có chạy lên là đúng các bạn. Rồi, tiếp theo là cái chân phanh. Chân phanh này như hơi lỗi lỗi nè các bạn. Các bạn sẽ bấm vào cái chân phanh này. Các bạn sẽ đạp cái chân thắng. Đó, như vậy là đúng nè các bạn. Đạp cái nào mà nó chạy lên cái đó là đúng. Quay vô lăng bên nào xoay bên nào thì nó hiện cái màu vàng mà nó là đúng luôn. Rồi, các bạn chọn kế tiếp và các bạn sẽ kết thúc. Đó, đó là cái cách để các bạn có thể là set up cái vô lăng vào trong game. Còn cái cách mà để gắn những cái nút kèn hay là đèn nhan để gọi lại là mấy cái nút điều khiển trong game, các bạn sẽ vào phần nút điều khiển trong game nè. Rồi các bạn sẽ chọn vào cái mục, ví dụ như các bạn muốn cài cái phanh tay. Đây, bây giờ mình sẽ chọn phanh tay nè. Thì các bạn sẽ nhìn cái bên cột phụ các bạn thấy không? Các bạn sẽ click vào cái cột tương ứng. Đây, chỗ phanh tay nè. Các bạn sẽ gắn một cái nút nào, ví dụ mình gắn nút là 2 này vào đây. Đó. Rồi tiếp theo bây giờ mình sẽ muốn gắn cái kèn vào trong cái vô lăng. Ví dụ là kèn là số chữ H nè. Các bạn sẽ chọn bên phụ. Các bạn sẽ gắn cái nút kèn là nút giữa này. Đó. Như vậy, cái kiểu vậy các bạn sẽ setup vào trong từng nút trong cái vô lăng này vào game nhé. Còn bây giờ mình sẽ vào game để trải nghiệm cho các bạn xem. Rồi. Trước hết ấy, thì mình sẽ giới thiệu sơ về cái màn hình LED trên cái vô lăng này các bạn xem. Thì nó đang để là số N, tức là mình đang để chế độ hiển thị hộp số ấy. Mình chưa có chạy các bạn. Bây giờ mình sẽ nhóm ga thôi cho các bạn xem, nó sẽ lên số 1 cho các bạn xem nha. Chạy lên nè.
À, phải hạ thắng tay xuống các bạn. Đây, nó đang lên số 1 luôn rồi nè. Rồi, đó, thấy chưa? Thì vô số 2 nè, thấy chưa? Đó là cái hiển thị hộp số các bạn. Thì đối với cái vô lăng này, để điều chỉnh cái hiển thị thì nó sẽ có hai cái nút bên này nè các bạn thấy không? Nút mod bên này là để điều chỉnh cái chế độ chơi, còn cái nút display là cái nút để điều chỉnh cái công cụ hiển thị, cái màn hình hiển thị. Đó, thì chúng ta sẽ điều chỉnh bằng cách là bấm vào, ví dụ mình đang để là hiển thị hộp số đúng không, mình sẽ chuyển qua cái hiển thị khác, mình bấm vào display trước nè, nó sẽ hiện hai cái nút trắng bên này, thì các bạn sẽ dùng cái phím điều khiển ở đây nha, các bạn sẽ click vào chọn đổi cái khác, ví dụ là mình vừa chuyển qua cái speed, tức là cái tốc độ, tức là nó hiển thị km trên giờ ấy. Hiện tại là mình đang đậu là để không này đúng không, bây giờ mình sẽ chạy thử cho các bạn xem. Rồi, đây xoay vô lăng chạy thử, đây tốc độ nó sẽ lên các bạn thấy không, đó lên 20 rồi nè, đó 20 30, rồi thắng lên là về không lên nè, thấy không? Đó, thì đó là cái hiển thị về cái tốc độ. Tiếp theo mình sẽ đổi một cái khác nữa, nhớ các bạn phải bấm vào nút display này, nếu mà nó hiện hai dấu chấm bên này các bạn mới có thể là tự chỉnh được nha. Mình đổi thử cái khác, cái này là GBM, tức là cái tua máy các bạn. Hiện tại cái tua máy mình đang để là đang dừng nha các bạn. Bây giờ mình sẽ chạy thử là cái tua máy nó lên nè, hạ thắng tay cái này rồi nhắm thử rồi. Đây tua máy lên mấy ngàn rồi các bạn thấy chưa? Đó, rất là xịn luôn. Đó, hiện tua máy luôn đấy. Đó là phần tua máy. Rồi mình coi còn hiển thị gì nữa không ta? Green này là cái gì ta? BL nữa. Nói chung nhiều cái lắm các bạn ơi, mình cũng không có biết hết nữa. Thì đó là cái phần display để các bạn có thể là tùy chỉnh cái phần hiển thị trên này. Các bạn có thể là tùy chỉnh mà bạn muốn hiển thị cái nào đó thì hiển thị. Rồi bây giờ mình sẽ quay về cái phần mod đi. Đây mod thì mình sẽ có thể là điều chỉnh nhiều cái lắm các bạn. Ví dụ bấm vào đây. Hiện tại là cái FB, tức là cái phần kiểu là cái phản hồi lực của xe các bạn. Ví dụ mình đang để là FFB 1 ấy, là cái phản hồi lực này nó sẽ dựa vào game các bạn setup như thế nào thì trong vô lăng này nó sẽ chạy cái phản hồi lực như vậy. Rồi bây giờ mình sẽ đổi một cái khác, tức là số 2, tức là nó chuyên về cái những cái dòng chơi game mà chạy xe rip hơn ấy, nó sẽ có những cái gung lắc hay là những cái độ ma sát nó sẽ phù hợp hơn. Nó sẽ có 3 chế độ nha các bạn. Nó thì các bạn sẽ từ từ trải nghiệm vô lăng các bạn mới có thể là hiểu được cái phần phản hồi lực này nó cảm giác như thế nào. Còn nói trên clip thì các bạn không thể cảm giác được đâu. Đây đó là phần FFB là phản hồi lực nè. Các bạn từ từ mò đi. Rod nè, Rod hình như là cái, đúng rồi các bạn. Rod này là cái phần mà chúng ta tùy chỉnh vô lăng ấy. Hiện tại mình đang để 270 độ nè. Thì các bạn xoay qua tới bên này xong quay lại là hết rồi các bạn. 270 độ là lái qua lại thôi. Mình sẽ chỉnh một cái đâu rồi, rod này mình sẽ chuyển qua 360 độ, nó có nhiều độ lắm các bạn. Đó, 360 độ thì chúng ta xoay dọc nhiều hơn một tí. Đó, kiểu vậy. Rồi 540 độ nữa, nó sẽ dài hơn một tí nữa. Nhưng mà những cái game lái xe thường mình chơi ES2 rồi thì nó sẽ là 900 độ nha các bạn. 900 độ, đây, như vậy mới đúng nè. Đó, các bạn thấy trong game nó đánh đúng ở ngoài mình không? Còn những cái game mà đua xe thường nó sẽ là xoay hai bên thôi, thường nó sẽ là 270 độ hay sao ấy. Thì các bạn từ từ mò cái này nha. Rồi giờ mình sẽ tắt đi, chuyển về exit là sẽ tắt nè. Rồi giờ mình trải nghiệm game nè các bạn ơi. Nói chung cái màn hình này nó rất là xịn, từ từ các bạn tìm hiểu hết mới được, mình mới chưa, mình trải nghiệm ít nó chưa có trải nghiệm được hết ấy. Rồi giờ mình sẽ di chuyển nào, let's go. Đang số 1 nè, vào số 2 nè. Mình đang lựa một cái map gọi là đường gồ ghề ấy để mình chạy cho các bạn xem. Ok, các bạn nào có để ý trong game là cái vô lăng nó y chang cái vô lăng này không? Mình mod vào cho nó giống luôn ấy các bạn. Rồi ok, đây đoạn này thì đường nó cũng chưa có nhồi lắm các bạn, nhưng mà các bạn có thể thấy là cái tay với lại cái vô lăng mình nó đã rung rồi đấy, cái phản hồi lực nó rất là hiệu quả luôn. Oh my god, bây giờ đi xuống nước luôn rồi các bạn. Xe chạy dưới nước luôn rồi nè. Đó, nãy giờ đặc biệt là cái bàn đạp mình ấy, đạp cái là sướng luôn, nhưng mà có cái chân phanh nó hơi nặng một tí. Đây mình sẽ test thử cái đèn nhan cho các bạn xem. Đây, ó kêu lớn phải chuẩn chưa? Ó kêu rất là to luôn ấy. Ó kèn nè, đó thấy chưa? Thôi game hơi bị lắc luôn rồi đấy các bạn. Đây, oh my god, mà đang chạy tốc độ nhanh nó rất là rung luôn ấy. Con này nó rung, mặc dù nó rung nha các bạn, nhưng mà nó không tạo ra tiếng ồn nhiều như mấy con khác nó rung, nó tạo ra tiếng ồn cực rất là nhiều luôn, nhưng con này nó khá là ổn định luôn. Đó, mình sẽ chuyển qua cái thông số km/h nha.
Đây, ok. Bây giờ là 55 km/h nè các bạn thấy không? Rồi. Chạy ra. Cảm giác rất là tuyệt vời đúng không các bạn? Đánh nó có cảm giác thật ấy, nó không có bị ảo ảo. Chơi nó cái độ rung nó tạo cho chúng ta một cái cảm giác là thật luôn. Rồi mình sẽ nhanh phải mình quẹo qua cái đường này nha. Rồi, quẹo qua. Ok. Đó. Ok. Tuyệt lắm luôn các bạn. Cái này mà vào game đua xe nó thời nữa là rất là tuyệt vời luôn ấy. Rồi, sẽ tắt vào đây nha. Ok. Thì đó là với cái tựa game ETS 2 mình trải nghiệm cho các bạn xem rồi đấy. Thì nói chung là với bạn nào mà đam mê lái xe mà trải nghiệm thêm cái vô lăng này nữa thì rất là tuyệt vời luôn. Bây giờ mình sẽ chuyển qua cái tựa game kiểu đua xe ấy cho các bạn xem thử coi cảm giác lái như nó như thế nào. Lái sướng thật sự luôn ấy các bạn. Ui, đúng game Drift luôn rồi các bạn. Ui, Drift đã thật luôn ấy các bạn. Đây nha, mình đôi với cua cho các bạn xem. Đây. Ui, nước nó rung. Nước bay đúng như thật luôn ấy. Ui, mình chưa có quen lắm các bạn, nhưng mà nói chung trải nghiệm rất là sướng luôn ấy. Bạn nào mà có vô lăng mà chơi, thích chơi mấy cái game đua xe như thế này nữa thì quá tuyệt vời luôn. Ok, như vậy là mình đã vừa trải nghiệm cho các bạn xem về cái chiếc vô lăng Thermaster T428 xong. Và bạn nào có đánh giá nào thì đừng quên comment ở phía dưới. Và cái phần quan trọng nhất là các bạn sẽ tìm hiểu đó là mua ở đâu và giá nó như thế nào, đúng không các bạn? Thì hiện tại cái dòng vô lăng này đang được phân phối tại cửa hàng An Phát BC. Thì mình sẽ có để cái đường link ở phía dưới cho các bạn. Và đặc biệt hơn, giá nó hiện tại là 10.990.000. Nhưng riêng các bạn fan của Nguyễn Quý Gamer, khi mà các bạn mua hàng nhớ bảo là shop là shop ơi, em fan của Nguyễn Quý Gamer nhớ giảm giá cho em nha các bạn. Đó thì các bạn sẽ được giảm giá ngay 2 triệu, là chúng ta chỉ còn 8.990.000 các bạn. Rất là rẻ luôn. Giảm ngay 2 triệu còn gì nữa đúng không các bạn? Đó thì các bạn nào muốn trải nghiệm có thể là đến An Phát hoặc là liên lạc tại cái website anphatbc.com.vn để có thể là mua, hoặc các bạn có thể là xuống phần miêu tả mình có để cái đường link ở phía dưới cho các bạn đấy. Còn bây giờ mình sẽ kết thúc video ở đây, và các bạn muốn mình trải nghiệm tiếp tục vô lăng nào nữa thì comment cho mình biết. Còn bây giờ mình kết thúc đây, chúc tất cả các bạn một ngày vui vẻ. Yeah.